cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Ukraine đang tăng cường huy động quân để bổ sung nhân lực cho tiền tuyến, đồng thời đình chỉ cấp hộ chiếu cho nam giới trong độ tuổi nhập ngũ ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo ước tính có khoảng 650.000 nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi đã rời đất nước kể từ khi xung đột bùng phát. Người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine, Andriy Demchenko cho biết, kể từ khi xung đột bùng phát, Lực lượng này đã phát hiện khoảng 450 nhóm tội phạm cố gắng đưa người trái phép qua biên giới, trong đó có những người muốn trốn quân dịch, ông Demchenko nói. Những nỗ lực vượt biên trái phép xảy ra hàng ngày, hầu hết các nỗ lực này đều diễn ra bên ngoài các trạm kiểm soát ở biên giới với Moldova và Romania. Số lượng tài liệu giả mạo lớn nhất được ghi nhận ở biên giới với Ba Lan. Ngoài ra, ông cho hay, kể từ đầu xung đột, 30 người đàn ông Ukraine đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biên trái phép và tránh bị huy động tham chiến với Nga. Theo thiết quân luật của Ukraine, trừ một số trường hợp ngoại lệ, Đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể bị huy động đi chiến đấu. Trước đó, biên phòng Ukraine cũng đã đăng tải một đoạn video về một người đàn ông 39 tuổi nằm sấp trên một tấm niệm hơi, dùng tay trèo để vượt qua sông Dniester, nằm giữa biên giới Ukraine và Moldova, nghi phạm mặc đầy đủ quần áo, đi giày, đeo ba lô. Lực lượng Ukraine phát hiện người đàn ông vượt biên này nhờ máy bay không người lái UAV, sau đó điều xuồng tiếp cận và bắt anh ta với cáo buộc vượt biên trái phép. Biên phòng Ukraine cho hay nghi phạm đã liên hệ với một người lạ trên ứng dụng nhắn tin để vượt biên với chi phí 4.200 đô la Mỹ. Người này đã trả trước một nửa số tiền và được hướng dẫn cách sử dụng đệm hơi, bảo quản điện thoại di động và quần áo trong quá trình vượt sông. Hiện chưa rõ động cơ vượt biên của người này, nhưng hàng nghìn nam giới Ukraine đã tìm cách ra nước ngoài để tránh nhập ngũ. Dòng người vượt biên tăng mạnh sau khi Ukraine thông qua luật hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Ngoài ra, cơ quan biên giới Ukraine cho biết, trong khi tuần tra biên giới Ukraine-Rumani binh sĩ biên phòng đã tìm thấy hai người chết đuối trên sông Tisza. Cũng theo cơ quan này, đây là trường hợp tử vong thứ 24 của những người cố gắng vượt sông Tisza kể từ khi xung đột Ukraine Nga bùng nổ. Theo nhận định của Kiev Post, việc thay thế những binh sĩ đã phục vụ trong thời gian xung đột vừa qua có vẻ khó khăn cho Ukraine khi nhiều vụ bê bối được đưa ra ánh sáng cho thấy một số trung tâm huy động quân đã buộc nhiều đàn ông Ukraine phải ra khỏi nhà và đưa họ đi. Hãng tin Reuters cũng khẳng định số nam giới trong độ tuổi đi lính của Ukraine sống tại nước ngoài lên đến hàng trăm ngàn người. Một quan chức ngoại giao Israel tuyên bố rằng Israel đã quyết định không gửi đại diện đến Cairo vào ngày 30 tháng 4 như dự kiến ban đầu để đàm phán với giới chức Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Quan chức này khẳng định Israel sẽ chờ phản hồi của lực lượng Hamas với đề xuất ngừng bắn mới rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo. Trước đó, nhiều nguồn tin Israel đã đồng loạt nói rằng phái đoàn đàm phán của nước này đến Cairo để tiếp tục các cuộc thương lượng. Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cho biết đại diện Hamas đã rời Cairo sau khi có một số cuộc trao đổi với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar. Dự kiến, phái đoàn Hamas sẽ trở lại Cairo và có thể đưa ra câu trả lời chính thức của nhóm này với đề xuất ngừng bắn mới. Nội dung chính của đề xuất mới vẫn là một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng 6 tuần tại Gaza, cùng thỏa thuận trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel và Hamas. Giới chức Israel trước đó cũng đã cảnh báo đợt đàm phán trao đổi con tin lần này là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi nước này mở chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza, thành trì cuối cùng của Hamas tại Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói đề xuất từ phía Israel về lệnh ngừng bắn là cực kỳ hào phóng và khuyên lực lượng Hamas nên sớm chấp nhận. Ngoại trưởng Blinken cho biết, điều duy nhất đứng chắn giữa người dân Gaza và lệnh ngừng bắn là Hamas. Họ phải quyết định và phải quyết định nhanh chóng. Tôi hy vọng họ sẽ có quyết định đúng đắn. Đồng quan điểm Ngoại trưởng Anh ông David Cameron cũng kêu gọi Hamas nên chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn 40 ngày. Reuters trước đó đưa tin Israel đã chấp nhận đề xuất để Hamas thả 33 con tin so với 40 con tin như trước đây, đổi lấy việc trả tự do cho những người Palestine đang bị giam tại nhà tù Israel. Giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn sẽ hướng đến một thời kỳ bình ổn kéo dài. Đây là phản ứng của Israel trước yêu cầu từ phía Hamas về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Một quan chức Hamas cũng đã nói rằng lực lượng này thấy kế hoạch ngừng bắn mới nhất không có vấn đề lớn nào. Những điều khoản về cơ bản được cho là tương tự những lần đàm phán thất bại kể từ khi lệnh ngừng bắn gần nhất sụp đổ vào cuối tháng 11 năm 2023. Các nguồn tin quan chức Israel và nước ngoài tiết lộ, chính quyền Tel Aviv đang chuẩn bị đối phó với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với các quan chức cấp cao của nước này với các cáo buộc liên quan đến xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Hãng tin Mỹ NBC News dẫn lời một quan chức Israel cho biết, Tòa án hình sự quốc tế ICC có thể phát lệnh bắt giữ thủ tướng Benjamin Netanyahu, bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant và các sĩ quan quân đội cấp cao khác của Israel ngay trong tuần này. Một quan chức nói rằng Israel đang làm việc thông qua các kênh ngoại giao để cố gắng ngăn chặn việc ban hành lệnh bắt giữ. Theo truyền thông Israel, tham mưu trưởng quân đội Israel, Hery Halevi cũng nằm trong số các quan chức quân đội phải đối mặt với cáo buộc. phía ICC không xác nhận hay phủ nhận thông tin trên. ICC nói với NBC rằng cơ quan này đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập liên quan đến tình hình ở nhà nước Palestine và không bình luận thêm trong giai đoạn này. Theo cơ quan phát thanh truyền hình Israel, việc ban hành lệnh bắt giữ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguồn tin nhận định nguyên nhân chính dẫn đến quyết định bắt giữ của tòa án không phải là số người chết ở giải Gaza mà là tình hình nhân đạo ở vùng đất này. Cụ thể, tòa ICC nhận định Israel không chỉ không cung cấp đủ hàng cứu trợ cho người dân Gaza mà con chủ định ngăn cản hoạt động chuyển hàng cứu trợ quốc tế vào Gaza, dẫn đến tình trạng thiếu đói nghiêm trọng tại đây và hành động này là vi phạm luật quốc tế. Trước đó, truyền thông Israel cho biết, ngoại trưởng nước này, Israel Katz, cũng đã ra chỉ thị khẩn cho toàn bộ các đại sứ quán Israel trên toàn thế giới lập tức tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết, trong đó có tăng cường an ninh để đối phó với nguy cơ nổ ra làn sóng căm ghét và thù địch nhằm vào người Israel và người Do Thái, sau khi tòa án quốc tế ban lệnh bắt giữ các quan chức Israel vì xung đột tại Gaza. Trong đó một số nguồn tin khẳng định những ngày qua thủ tướng israel benjamin netanyahu đã tiến hành hàng loạt nỗ lực bao gồm các cuộc liên lạc dày đặc với giới chức mỹ nhằm ngăn chặn việc tòa án ban lệnh bắt giữ thủ tướng netanyahu đã tuyên bố bất kỳ sự can thiệp nào của icc sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm nhà lãnh đạo israel tuyên bố chừng nào ông còn nắm quyền israel sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của icc nhằm làm suy yếu quyền tự vệ vốn có của mình israel lo ngại lệnh bắt giữ sẽ được icc đưa ra dựa trên cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza, khi các quốc gia cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và công ước Geneva. Israel không phải là thành viên của ICC và không công nhận quyền tài phán của ICC. Tuy nhiên, nếu lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức Israel khác được ban hành, 124 quốc gia thành viên ICC sẽ có nghĩa vụ bắt giữ nếu họ đặt chân tới những nước này. Hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng các nước Ả Rập và châu Âu đã nhóm họp tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út để thảo luận về những nỗ lực chung hướng tới việc thực hiện giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột đang xảy ra ở Israel và Palestine. Theo AFP, ngoại trưởng Na Uy, Espen Barth Eide, một trong những bên tổ chức cuộc họp tuyên bố rằng nếu muốn thúc đẩy giải pháp hai nhà nước thì điều này sẽ không đến từ các bên xung đột. Đồng thời nói thêm, tôi không tin Israel sẵn sàng đàm phán vào thời điểm này, cũng như Mỹ không sẵn sàng nắm vai trò lãnh đạo cần thiết. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Ede bày tỏ hy vọng và vai trò lãnh đạo của các nước ả rập và châu âu trong việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cuộc họp diễn ra bên lề cuộc họp đặc biệt kéo dài hai ngày của diễn đàn kinh tế thế giới ở Riyadh phần lớn dành để bàn những giao tranh khốc liệt ở giải gaza ngoại trưởng nước chủ nhà ả rập xê út Faisal bin Fahan cho rằng các biện pháp hữu hình và không thể đảo ngược hướng tới việc thành lập một nhà nước palestine sẽ là một yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào ông Fahan cho biết thêm việc kiên trì từ chối giải pháp hai nhà nước chắc chắn sẽ làm suy yếu an ninh và ổn định của khu vực. Trước đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU), ông Joseph Borrell cho biết sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo Ả Rập trình bày đề xuất của mình về giải pháp hai nhà nước. Theo ông Borrell, một số nước châu Âu sẽ công bố quyết định công nhận nhà nước Palestine trong tháng tới, bao gồm Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ, Slovenia và Malta. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shakri nhắc lại sự cần thiết của việc cộng đồng quốc tế phải nghiêm túc nỗ lực hướng tới chấm dứt sự chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine và hỗ trợ người dân Palestine giành được các quyền hợp pháp của mình. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã và đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Một loạt hoạt động ngoại giao trong những ngày gần đây dường như cho thấy các bên đang nỗ lực hướng tới việc tạm dừng giao tranh. Phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập ngày 29 tháng 4 và phong trào Hồi giáo này dự kiến sẽ phản hồi đối với đề xuất mới nhất về ngừng bắn cũng như trao đổi tù nhân sau gần 7 tháng xung đột.